Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng khu Tây Nam Bộ lần thứ 14 năm 2022 đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng các cô chú đã đến dự buổi họp mặt ngày hôm nay. Xin chúc quý lãnh đạo, các cô chú, anh chị cùng các đồng chí và các bạn đoàn viên thanh niên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và ban tổ chức kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu, khách mời các tỉnh thành đoàn bạn, các cô chú đại biểu khu đoàn Tây Nam Bộ cùng dự buổi lễ thân mật tại nhà ăn trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang ở tầng 1. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.